Bước vào những ngày cuối năm 2022, thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội để chào đón năm mới, nên lượng du khách đến tham quan, vui chơi tại thành phố dự kiến sẽ tăng lên đáng kể trong dịp này. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho khách du lịch là nhiệm vụ được các đơn vị chức năng quan tâm chú trọng, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, văn minh. Đây là lớp tập huấn phổ biến kiến thức đến các chủ nhà hàng, quán ăn về những nội dung cơ bản của luật an toàn thực phẩm, các quy định, điều kiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tổ chức, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cũng như giúp các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nắm bắt được những quy định cơ bản, từ đó biết cách phòng tránh nguy cơ, đảm bảo an toàn trong quá trình chế biến thực phẩm. Đối với quận Hải Châu thì đã triển khai rất là nhiều các lớp tập huấn tuyên truyền từ cấp quận và cấp phường và tập trung vào cái việc mà cập nhật lại những cái kiến thức, những kỹ năng trong quá trình chế biến, trong quá trình mua nguyên liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tại các quận huyện, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức những đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành, thực hiện test nhanh các chỉ số theo quy định, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở cam kết thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lưu mẫu thức ăn sau khi chế biến. Các cái quận như quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn và đặc biệt quận Hải Châu nữa, thì ba quận đó thì chúng tôi cũng đã có các cái đội thanh tra kiểm tra làm trước rồi, từ trước từ lâu rồi, và cũng có văn bản gửi cho các ủy ban dân quận huyện họ tăng cường công tác kiểm tra giám sát và đặc biệt là công tác truyền thông nữa. Mở cửa hoạt động trở lại sau 2 năm tạm lắng vì dịch COVID-19, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm khi phục vụ cho du khách. Lấy tiêu chí an toàn thực phẩm đặt lên trên hết và trước hết, các chủ nhà hàng quán ăn mong muốn mang đến cho du khách như trải nghiệm ẩm thực ấn tượng. Trong khâu chế biến là mình là tôi quản lý từ cái thực phẩm vô rồi tới khi mình chế biến nấu ăn đồ là quản lý rất chặt chẽ, sạch sẽ và tỉ mỉ, không có làm có lỗ. Với sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành chức năng cùng ý thức trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vấn đề an toàn thực phẩm trong mùa du lịch cuối năm được kiểm soát sẽ góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng nói chung và khách du lịch nói riêng, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị tại thành phố biển Đà Nẵng trong dịp lễ hội cuối năm 2022 và Tết Dương lịch âm lịch 2023 sắp đến.